Hôm nay hướng dẫn các cụ làm giò ăn ngon rắn lưỡi luôn nhá. Giới thiệu đây là tổng chí này ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế này làm nào anh nhỉ? Thành phố Hồ Chí Minh. Thịt là mấy lạng nạc, mấy lạng mông? 8 lạng thịt nạc, 2 lạng thịt mỡ. 8 nạc, 2 mỡ. Nhưng mà là thịt này là chỉ là thịt mông thôi đúng không? Thịt mông, mông sau không? Mông sấn. Mông sau thôi. À, mông sau. Mông sau. Đấy, 8, 2, tỷ lệ 8, 2. Mà thịt này là phải thịt nóng, thịt nóng hổi, không được đụng vào nước. Đấy, trong cho vào. Bên quanh là nước đá nhá. Xung quanh là nước đá. Vâng, để cho nó tránh ra nhiệt nó ngon đỏ. Đấy, xin cho vào cái thay túi ni lông buộc lại. Luộc. Đấy, xong một tí là luộc. Ăn ngon xoắn lưỡi luôn.